Xin chào anh em nhé. Hồi nãy giờ thì em nếu mà theo dõi liên tục cái kênh YouTube của mình thì thấy là những cái module, những cái video liên tục mình up lên thì nội dung là mỗi một cái đề tài điều chỉnh một cái điện áp ấy, thì là nó sẽ làm một cái video nhá, để cho anh em dễ xem hơn cũng như dễ tìm kiếm hơn. Tránh trường hợp là mình up nhiều thông tin ở trên đây quá, anh em tìm nó rất là lâu thì mình sẽ chia nhỏ cái video về mỗi một cái video này sẽ cài đặt chỉ một cái mục thôi và thao tác thì y chang giống nhau, một cái mật khẩu và rất là đơn giản trong cái bộ điều khiển sóng gen 410 đồng đấy. Thì nếu anh em mà thấy cái nội dung mình làm như này hay thì xin hãy để lại cái lời bình luận nhé, cho mình biết là nội dung này anh em xem có dễ hiểu không và anh em có thực hiện lời nói không, và nếu mà anh em có cái khúc mắc gì hoặc cần mình làm thế nào đó để cho cái video tốt hơn nữa thì anh em cứ để lại cái bình luận nhé, và nhớ chia sẻ cái đường link này đến với mọi người. Nếu anh em cảm thấy ai mà có nhu cầu hoặc là muốn tìm hiểu về cái sửa chữa máy phát điện này thì hãy chia sẻ link và đăng ký cái kênh của mình để mình sẽ có cái động lực làm nhiều cái video tiếp tốt hơn. Hy vọng nó sẽ mang lại được cái giá trị gì đó cho anh em trong cộng đồng. Thì bây giờ tiếp theo thì bây giờ mình cũng làm một số cái rồi, không biết là bây giờ còn cái nội dung gì anh em mà chưa biết thì có thể là sẽ cứ để lại bình luận nhé, để bình luận một cái anh em hay gặp hay làm á. Và cũng tiện đây luôn nữa thì còn một cái nội dung nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em luôn, đó chính là cài đặt cái đường input digital, là tức là cái đường công tắc, cái đường công tắc để bảo vệ nước nhớt cũng như một số cái switch mở rộng. Và đây vẫn là video nhá, vẫn là cái video đó mà chúng ta sẽ di chuyển này. Chúng ta sẽ di chuyển những cái đầu vào input này, cái phần cài đặt chắc anh em biết rồi, anh em sẽ gõ từ đầu, bây giờ thì mình không nhắc lại cách vào nữa, mất thời gian của anh em. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái mục input. Ok, đầu tiên đến cái mục input 1 đó, digital input 1 set. Chúng ta sẽ thấy là cái giá trị ở đây, anh em nhìn thấy cái giá trị 01 này, hai tem input, tức là cái phần này được set ở chế độ là báo cái nhiệt độ nước nhá. Ví dụ nhiệt độ nước mà nó cao quá, thông thường chúng ta sẽ có cái công tắc nước nó ở nhiệt độ 98 độ C thì nó sẽ đóng cái công tắc này vào, thông thường là nó ở trạng thái thường hở, và khi mà nhiệt độ cao quá nó sẽ đóng lại. Thì đây mình sẽ di chuyển này, chúng ta sẽ di chuyển có thể cài đặt này sang cái mục số 2 là nó sẽ báo là áp lực nhớt không có, low low pressure input, đây là cái loại cảm biến nước, cảm biến áp lực nhớt nhé, công tắc thì đúng hơn, cái warm input, engine stop, đây là cái nút dừng khẩn cấp. Chúng ta có thể lựa chọn cái chân số 4 này là cái chân engine stop, tức là dừng khẩn cấp. Chúng ta setup vào một cái nút dừng, nhấn cái là máy ngay lập tức tắt tắt máy. Đấy, nó có rất nhiều cái chế độ cài ở đây đấy, một số chúng ta không sử dụng được. Hoặc là chúng ta cài về cái công khởi động từ ấy, thì nó sẽ báo cho mình là trạng thái close input gain, tức là nó sẽ báo là cái nguồn điện lưới đã được đóng nhé, nguồn điện xin lỗi, nguồn điện máy phát được đóng, và tiếp tục là cái phần main close input là điện máy phát. Một số cái tính năng này thì mình cũng không sử dụng bao giờ, nên là mình cũng không không xem. Và chúng ta có thể cài đặt ở chế độ remote start, chế độ remote start tức là cái chế độ mà nó sẽ liên kết với hệ thống điều khiển ATS, là cái chế độ remote ấy, tức là tiếp điểm, đóng cái chân này vào ấy, thì là nó sẽ nổ máy nhé. Đó, không sử dụng điện lưới, hoặc là chế độ fill, tức là chúng ta sẽ có một cái công tắc, một cái phao ở chế độ công tắc, khi đến một cái ngưỡng không, ví dụ như là chúng ta cài đặt ở 10% hoặc 20%, khi dầu xuống đến mức đó thì nó sẽ đóng cái công tắc này và nó sẽ báo cho mình là hết dầu và nó tắt máy, để tránh trường hợp bị e dầu nhé, cũng rất là hay. Thông thường chúng ta ít sử dụng cái tính năng này nhưng mà nó rất là hay nhé, anh em có thể cài đặt thêm. Coolant level one, tức là cái mức mức nước nhé. Chúng ta có thể cài vào được cái mức này, fuel level shutdown, rất nhiều coolant level shutdown, nó có rất nhiều cái tính năng chúng ta có thể cài ở đây, nhưng thông thường á thì anh em có thể là cái mục 16 này cũng rất là hay, với một control và rất nhiều tính năng. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt ở những cái thông số cơ bản đấy nhá, chúng ta muốn mở rộng thì chúng ta có thể cài đặt vào đây được, rất nhiều tính năng. Và chế độ số 0 thì là chế độ không cài đặt nhá, không sử dụng, anh em có thể tắt 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 không sử dụng cái tính năng này. Mình sẽ trả lại chế độ đầu tiên là hai tem input, là cài đặt từ công tắc nước. Ok, cài đặt tính năng rồi, chúng ta sẽ chọn chế độ tác động. Tác động
Thì anh em lên cái mục số 48 đi, rồi input là active tức là kích hoạt ở nó như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó ở mức 00 tức là close, tức là đóng, tức là khi mà đóng nó lại ấy, khi đóng cái chân số input 1 ở đây ấy, là mình sẽ thấy cái một chân số 7 này đóng vào thì nó tác động, hoặc mở ra là tác động, hoặc là tác động thì ở đây nó đang trả là close tức là đóng vào mà tác động. Thì chân số 1 ở đây, chân số 1 nếu đóng được vào mát ấy, thì nó sẽ tác động trạng thái đấy. Open là tác động đấy, nó chỉ có hai open mà, thế là gọi là thường đóng và thường mở đấy. Ok, tiếp tục đến cái digital input 2, xin lỗi, với cái digital input 1 nó là delay, thì nó sẽ có cái delay là 2 giây, là cái thời gian tác động nhé. Anh em thấy cái thời gian tác động ta có thể điều chỉnh ở đây là 2 giây hoặc 1 giây, hoặc là ngay lập tức mình sẽ để là 1 giây đi, ví dụ như ta để là 1 giây. Ok, digital input 2 chúng ta có chọn tương tự những cái chân input bằng chế độ squick này, thì tiếp điểm này thì chúng ta có chọn được, chúng ta thay đổi được nhé, chúng ta thay đổi cho nó không cố định ở cái chân nào, tùy thuộc vào tính năng mà chúng ta cài đặt ở đấy. Đấy, ví dụ như chúng ta kết nối tất cả những cái chân này vào cái rắc rồi, bây giờ mà thay đổi tính năng của nó đơn giản thôi, chúng ta chỉ mở cái phần cài đặt ra mà chúng ta thay đổi chức năng nó là xong, rất là đơn giản luôn. Rồi, ok, digital input active cũng y chang, cái input 1, input 2 giống nhau, và cái thời gian delay. Digital input 3 gì một star, chân 3 mặc định của nó là chân số 3, cái chân input 3 này, chân input 3 này, chân số 9, chúng ta tác động của nó là sẽ đè máy lên nhé. Không, nó có hai chế độ đấy, chúng ta có thể sử dụng đến lưới hoặc chế độ gì một star. Anh em mà làm cái này rồi thì sẽ rất là rõ, anh em đã làm để phát hiện thì chắc chắn là phải biết điều này. Anh em muốn thắc mắc thêm, hỏi thêm một cái vấn đề này thì có thể là comment bên dưới mình sẽ nói thêm. Ok, như vậy là xong, tất cả cái input đều giống như nhau hết. Cái bộ điều khiển này thì nó sẽ có 4 cái chế độ, có 3 cái input nhé, chúng ta sẽ có 3 cái input ở đây, input 1, input 2. Chúng ta ở đây chỉ thấy có 2 cái input thôi, input digital chúng ta chỉ có 2 cái nhé, cái bộ điều khiển này có 2 loại nhé. Ok, vậy là đã xong. Vậy là mình đã kết thúc cái phần video hướng dẫn anh em cài đặt cái chế độ input digital, tức là đầu vào cho bộ điều khiển 410N, 420N. Thì tương tự như các loại bộ điều khiển khác của Snapdragon, nó cũng cần giống như vậy thôi. Hy vọng là anh em có thể hiểu và làm thêm được theo được cái hướng dẫn của mình. Chúc em thành công, hẹn anh em gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh của mình nhé, cho mình biết là cái nội dung video này có hay không. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.